Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Với video ngày hôm nay, mình sẽ sửa chữa một con TV của hãng LG các bạn ạ. Và trước mặt các bạn kìa, sẽ xuất TV LG này xuất hiện rất là nhiều những cái đốm sáng trắng ở trên màn hình các bạn ạ. Rất là nhiều những cái đốm sáng trắng ở trên màn hình. Và các bạn xem, những cái đốm sáng này thì là nguyên nhân và khắc phục như thế nào các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video sửa chữa một cái con TV bị hiện tượng những đốm sáng như thế này. Để cho chi tiết thì hôm nay mình sẽ cắm tín hiệu vào các bạn nhá. Mình sẽ cắm cái tín hiệu vào để các bạn xem cho nó dễ. Đấy, trước mặt các bạn này mà mình chưa cắm tín hiệu vào thì các bạn xem những đốm sáng rất là rõ, đúng không ạ? Đốm sáng rất là rõ như thế này. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở TV ra và mình sẽ làm trực tiếp con TV này để các bạn xem. Thì với sản phẩm TV LG các bạn ạ, thì trong quá trình các bạn xem mà các bạn biết được con TV nó bị đốm sáng như thế này thì nó bị rơi và nó hỏng cái gì. Hôm nay các bạn xem tôi làm, tôi sửa con TV này các bạn nhé. Vâng, và mình đang giới thiệu với các bạn một sản phẩm của 47NB631T của LG các bạn nhé. Con này chưa bóc tem này, hãng còn tem, sản xuất vào tháng 7 2014, ngày sản xuất vào tháng 7 2014 các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở TV ra và mình sửa chữa. Các bạn xem những video của tôi, các bạn vẫn hãy cứ đăng ký kênh và chia sẻ kênh hộ mình nhé. Bởi vì các bạn là xem những cái video của nếp của mình thì mình sẽ làm toàn những cái video rất là thiết thực các bạn, sửa chữa những con TV trực tiếp, rất là thiết thực. Hỏng cái gì thì mình sửa, mình hỏng cái đấy. Và mình không mang tính chất giống nghề. Vì vậy các bạn xem thì các bạn thấy hay, các bạn thấy đúng thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký cũng như chia sẻ kênh. Các bạn đăng ký kênh thì các bạn để theo dõi những video mới nhất của tôi. Thì những video mình làm thì mình muốn là không những thợ sửa chữa có thể xem những video thiết thực của mình, các bạn thợ mới vào nghề đấy ạ, chứ còn các bạn mà thợ sửa lâu năm như mình thì những cái ban bệnh như thế này thì quá là bình thường rồi. Nhưng mà mình làm những video này thì mình muốn là các bạn là khách hàng của mình và tất cả mọi người đang dùng và sử dụng những sản phẩm công nghệ TV mỏng hiện đại nhất bây giờ sẽ biết được những ban bệnh, cũng như chẳng may TV nhà mình hỏng thì các bạn sẽ biết được là nó hỏng bộ phận nào và xử lý sửa chữa có đơn giản hay không. Trong cuộc sống thì biết mỗi một thứ một tí thì nó sẽ hay hơn, đúng không các bạn? Còn hơn là không biết. Như vậy mà mình sẽ cố gắng làm những video rất là thiết thực như thế này để phục vụ các bạn xem và theo dõi những video của tôi. Đấy, đây các bạn này, thì mọi con như con TV 47 này, đấy các bạn xem, nó cũng như mọi con TV khác. Mở ra thì những con TV của hãng LG hoặc Samsung thì nó có những cái thiết bị bo chính và bo nguồn của Boticon. Con này con 4K đấy các bạn nhé. Con TV LG này thì các bạn bo nguồn của nó này và main chính, hai đường tín hiệu đưa lên màn hình để xuất chế độ hình ảnh, độ phân giải màn hình rất là cao đấy các bạn. Con này nó đưa hai đường cáp này lên, mình chưa kiểm tra thông số kỹ thuật,
Nhưng mình biết con này nó sẽ phát 4K. Phân giải màn hình rất là lớn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào việc luôn. Mình vừa làm mà mình vừa nói. Các bạn xem nó không bị sốt ruột các bạn. Bởi vì là các bạn xem những cái video sửa chữa như này thì các bạn cảm thấy là nó rất lâu. Mà mình làm mình xử lý thì mỗi một video thì mình rút ngắn khoảng 10 phút, hơn 10 phút. Rồi các bạn xem thì các bạn cứ bảo xem nó dài dòng. Nhưng mà một người thợ mà khi mà mình làm thì mình thứ nhất là mình nói và mình làm. Mình vừa nói và mình vừa làm thì nó cũng phải mất thời gian tối thiểu là chục phút rồi. 10 phút trở ra thì mình thì mới xử lý xong một con tivi được các bạn. Sửa một con tivi tiếng ngoại thôi nó cũng không phải là đơn giản đâu các bạn. Đọc mở tivi ra nó là mất bao nhiêu thời gian rồi các bạn. Vì vậy mà các bạn xem video của tôi thì các bạn hãy kiên trì cố gắng. Mình đã cố gắng mình làm những video thiết rất là thiết thực như thế này thì các bạn hãy cố gắng xem và kiên trì xem từ đầu đến cuối thì các bạn sẽ hiểu được là mình đang sửa cái gì và sửa như thế nào các bạn. Đấy, bởi vì mình đã cố gắng mình làm những cái video thực tế như thế này, mình bỏ công ra mình làm thì cũng mình muốn là nhiều các bạn xem, các bạn cũng xem để đóng góp những cái, các bạn cũng đóng góp những cái ví dụ như các bạn xem là các bạn thấy mình đúng, mình nói đúng, mình làm đúng thì các bạn hãy chia sẻ video của tôi để đóng góp kênh. Càng ngày nhiều người biết thì kênh của mình càng ngày tự nhiên nó sẽ phát triển lên. Và mình tạo ra những cái video như thế này mình cũng muốn hứng thú mình làm nhiều video hay hơn để mọi người cùng biết rồi cùng mở rộng biết được cái công nghệ đời cao bây giờ các bạn. Chứ làm một cái video mà không ai xem thì cũng rất là buồn các bạn ạ. Đấy thì mình thì mình làm ra những cái video thực tế trong thời gian qua thì mình cũng rất là may mắn là được rất là nhiều bạn ủng hộ kênh cũng như chia sẻ kênh của mình. Và mình cũng luôn mong muốn rằng các bạn xem những video của tôi thì các bạn hãy đóng góp những ý kiến bổ ích, những cái nhận xét bổ ích để mình sẽ tạo ra những video thiết thực hơn để mọi người xem cũng biết được các bạn. Rồi nguyên tắc mở màn hình thì các bạn luôn luôn gỡ mặt tivi lên các bạn. Và những cái thao tác này thì không thể bỏ qua đối với một người thợ kỹ thuật, mà làm thì phải rất là cẩn thận các bạn. Chẳng may nó vỡ một cái màn hình này là sửa một con này thì mấy trăm thôi, nhưng mà chẳng may nó vỡ khách hàng một con tivi như thế này, màn hình thì nó là rơi vào tầm 4-5 triệu một cái màn hình, nó chẳng phải là rẻ. Rất là nhiều ốc các bạn ạ. Các bạn đang xem mình sửa chữa một con tivi của hãng LG các bạn nhé. Con này rất là mỏng các bạn. Quan trọng nhất là cái màn hình này các bạn ạ. Cho nên là khi mà mở ra thì tuyệt đối là cẩn thận.
Đây các bạn xem cái tấm này nó rất là mỏng, không cẩn thận là vỡ ngay đấy các bạn. Mà cái màn hình này nó phải tầm 4 đến 5 triệu cái màn hình, cũng không phải là rẻ các bạn nhá. Đấy, khi mà mình vỡ được cái màn hình ra rồi thì những cái bộ phận tiếp theo này thì nó tương đối là đơn giản thôi. Các bạn có thể mạnh tay một chút thì không có vấn đề gì gọi là lo ngại cả. Bởi vì cái quan trọng nhất thì mình đã mở ra được ra rồi. Và mình để gọn vào một chỗ rồi. Cái này thì còn đẩy các bạn. Các bạn xem những video thiết thực của tôi thì các bạn biết được mỗi một con model nào thì nó hay bị ban bệnh như thế nào. Bởi vì trong thời gian qua thì mình làm rất là nhiều video đấy các bạn. Mình làm tương đối nhiều những video thực tế sửa chữa này các bạn. Mình mong rằng mình đang là người đi đầu về chia sẻ vấn đề sửa chữa về TV mỏng ở trên kênh, một số kênh YouTube. Thì mình cố gắng mình tạo ra những video thiết thực để cho người dùng xem, chứ mình không muốn, không phải là mình tạo ra những video để mình dạy ai hết. Mình chỉ muốn là tạo những video thiết thực nhất để mình hỗ trợ các bạn xem, các bạn người dùng, các bạn xem, các bạn biết được. Để các bạn đi sửa một con tivi hoặc là các bạn là hiểu được cái công nghệ tivi đề cao bây giờ. Đúng không? Và các bạn xem ạ. Đây các bạn xem này. Khi mà tôi mở ra các bạn xem này. Rất là nhiều cái cúc, nét cúc các bạn. Đây này. Nó rơi hết ra rồi đây các bạn này. Đấy, nó rơi hết. Nguyên tắc của nó phải dính. Nó dính, những cái khúc nó phải dính lên nhau như này. Đấy. Thì nó phải dính hết như này các bạn. Thì nó đây là những là đây nó là những cái cao su non các bạn. Trong quá trình các bạn, nó phát xạ ánh sáng lên thì nó ánh sáng lên nó nóng. Nó nóng nó làm cái cao su non này nó bị chết đi. Nó chết, nó không còn độ đàn hồi, nó không mút vào được nữa. Chính vì vậy cái nét cúc này nó bị rơi ra. Nó rơi ra dẫn đến hiện tượng là nó bị, nó không dẫn được, nó không tỏa được ánh sáng ra ngoài. Vì vậy mà cái ánh sáng nó xuyên ra ngoài đấy các bạn. Như lúc vừa rồi mình mới bật cái hiện tượng cho các bạn xem đấy. Đấy, thì bây giờ nhiệm vụ của mình thì mình chỉ cần dán lại những cái cúc này là xong thôi. Và cái hiện tượng này thì không phải đến nỗi phải thay và cái đấm cái khúc này các bạn nhá. Đây là rất là nhiều đúng không các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy keo và mình dính lại các bạn. Bây giờ mình sẽ phải dính lại những cái keo, mình lấy keo và mình sẽ dính lại cái nhân này các bạn ạ. Các bạn dính lại hết thì nó mới chạy được bình thường các bạn nhé. Các bạn đang xem kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ những video thiết thực của mình nhé các bạn nhé. Bởi vì mình đã cố gắng mình làm những video rất là thiết thực thì mong mọi người xem thì các bạn hãy ủng hộ kênh cho mình. Ôi. Yeah.
các bạn chỉ cần giỏ keo và các bạn dán thật chặt cái thấu kính này, thấu kính dẫn sáng này là ok đấy các bạn ạ. Cái này khách hàng xem đâu rồi, đầu tiên nó chỉ rơi một con thôi, một hai con thôi, nhưng khách hàng không sửa, khách hàng để lâu, khách hàng cứ dùng dẫn đến hiện tượng mà nó rơi hết ra các bạn. Khi mà mình nhận những khách hàng về nó cũng đã rơi hết ra rồi. Đấy các bạn, quyển giá xong này là ok thôi. Keo này nó tương đối là lâu khô cho nên là nó phải mất tầm, khi mà dính xong phải để tầm 15 phút nó mới khô được các bạn. Mình dán cái keo keo cao su non của mình màu trắng các bạn. Chỗ này là có bóng đá cho nên là phải sửa ngay khách hàng để khách hàng xem bóng đá, sót một con này các bạn kìa. Đấy, còn cuối cùng, vâng, sau khi mà mình đã dán xong những cái cúc này thì mình phải đóng vào, đóng cái mặt kia vào, mình kiểm tra xem là có con nào nó bị lỗi không, nó còn xoay thẳng lên không các bạn, để mình xử lý luôn, không chờ không đến lúc keo nó khô vào rồi thì mình không thể xử lý được các bạn. Đấy, mình tạm thời mình sẽ đóng cái tấm này vào và mình sẽ cắm điện vào mình thử các bạn. Ok, các bạn xem nào. Thế mình dán xong thì nó không còn cái những ánh sáng, những ánh sáng nó bị chiếu thẳng lên nữa, nó không còn những ánh sáng chiếu thẳng lên nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ phải chờ đợi cái keo nó khô đi và mình sẽ đóng nắp tivi vào là ok. Rồi, các bạn chờ nhé. Vâng, và sau khi mình sửa xong con tivi LG 47 inch các bạn ạ, thì nó không còn những cái đốm sáng trắng ở trên màn hình nữa các bạn nhé. Đấy, các bạn xem video của tôi, bây giờ mình sẽ tắt đi và khởi động lại cho các bạn xem một lần nữa là các bạn này. À, hoặc là mình vào mình bấm vào phím chức năng các bạn, không có tín hiệu các bạn này. Đấy, mình tắt tivi đi và mình khởi động lại và tivi đã chạy bình thường rồi các bạn. Chờ một chút thì nó sẽ lên kênh, mình không cắm tín hiệu các bạn ạ. Đấy, vậy các bạn xem video của tôi, các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của mình nhé. Hôm nay tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.